Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào quý vị khách hàng. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại dự án Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em cũng xin giới thiệu tới tất cả quý vị khách hàng một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời. Thì anh chị khách hàng nào đã lỡ bấm vào video này thì anh chị nhớ xem hết video này anh chị nhé. Thì cái lô đất mà em giới thiệu với anh chị khách hàng ngày hôm nay thì được em đánh dấu bằng mũi tên màu vàng ở trên màn hình cho anh chị khách hàng dễ hình dung vị trí của cái lô đất này trên tổng thể dự án Cát Tường Phú Hưng là nó nằm ở đâu. Và lô này thì nó thuộc block A2 anh chị nhé, có diện tích là 5 x 20 100 m² và giá bán tại thời điểm hiện tại là 1 tỷ 330 triệu anh chị ạ. Lô này thì nó nằm trên trục đường N2 có lộ giới là 16 m anh chị nhé. Đường 16 m là đường dài thứ hai của dự án Cát Tường Phú Hưng và lô đất này hiện tại đang bán rẻ hơn giá thị trường là 80 triệu anh chị ạ. Thì để cho anh chị có thêm những cái nhìn thực tế hơn về cái lô đất này thì em xin gửi tới anh chị một cái video em quay từ Flycam cho anh chị thấy xung quanh cái lô đất này thì nó có những cái tiện ích gì. Thì thứ nhất là con đường N2 đường 16 m, con đường này là đường hai chiều anh chị nhé, cho nên là về lâu dài mình có thể kinh doanh buôn bán được. Và lô đất của chúng ta thì nó chỉ cách cái sân banh Phú Hưng là khoảng là 30 mét thôi anh chị. Sân banh này hiện tại đã đi vào hoạt động rồi và buổi tối và buổi chiều người ta đá rất là đông anh chị nhé. Và khu vực này thì nó gần cái quỹ đất của bệnh viện Phước Bình. Và thứ hai là nó gần cái quỹ đất của khu nhà ở xã hội. Thì khu nhà ở xã hội thì chủ đầu tư Cát Tường đã có kế hoạch là sẽ tiến hành xây nhà để bán vào dịp cuối năm 2022 rồi anh chị nhé. Còn phía mặt ngoài của tuyến tránh quốc lộ 14 thì chuẩn bị xây thêm 10 căn shop house mặt ngoài phía ngoài sang khu công nghiệp nữa. Thì dự kiến thì năm nay thì khu vực block A sẽ là khu vực cực kỳ sung tụ anh chị nhé. Tại vì thứ nhất là bên nhà máy sản xuất nội thất người ta cùng về sản xuất rồi, thứ hai bên sân banh đi vào hoạt động, và thứ ba là lượng nhà của chủ đầu tư xây là rất là nhiều ở khu vực dưới đây, cho nên là cái dư địa tăng giá của những cái lô đất thuộc khu vực dưới này là rất là cao anh chị nhé. Và lô đất này anh chị này thì nó là lô đất thuộc phân khu xây dựng tự do anh chị ạ. Lô này thì sổ sẵn, có sổ sẵn rồi, anh chị khách hàng nào mua là mình sẽ tiến hành đi công chứng tại phòng công chứng ngay. Và lô này thì nó nằm ở hướng nam anh chị nhá, một trong hai hướng mát nhất ở khu vực Đồng Xoài Bình Phước, tại vì khu vực miền Nam thì hướng đông và hướng tây thì nó khá là nóng anh chị ạ. Còn hướng nam thì nó mát cả buổi sáng và buổi chiều. Đấy, cho nên là lô đất này thì anh chị khách hàng nào mua để cất nhà ở cũng rất là tuyệt vời anh chị nhá. Lô này là một trong những cái lô cực kỳ rẻ và rẻ nhất đối với những cái phân khu 100 m² trên trục đường 16 m anh chị ạ. Trừ cái khu G thuộc block G ra, còn lô này hiện tại là rẻ nhất tại dự án đối với những phân khúc 100 m² anh chị nhé. Tại vì bây giờ 100 m² tại dự án Cát Tường Phú Hưng thì đã giao dịch với một mức giá là 1 tỷ 450 đến 1 tỷ 480 rồi anh chị ạ. Còn đối với những cái vị trí đẹp đắc địa như sát cộng của dự án mà đường 16 m thì người ta cũng bán được với một mức giá khoảng 1 tỷ rưỡi rồi anh chị nhé. Cho nên là lô đất này hiện tại là lô đất hiếm có và giá rẻ nhất của dự án Cát Tường Phú Hưng đối với phân khúc 100 m² luôn anh chị ạ. Thì anh chị khách hàng nào mà xem video này của em mà chốt được lô đất này thì anh chị cứ gọi về cho em qua số điện thoại là 0983 023 974 thì em sẽ gửi thông tin của cái lô đất này qua cho anh chị tham khảo và em sẽ gửi đầy đủ giấy tờ sổ sách cho anh chị xem luôn. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị khách hàng đã xem video này của em và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.